Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ chiều 22 tháng 2 vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội nước ta Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới nói chuyện thân mật với cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô New Delhi. Sau khi nghe Đại sứ Nguyễn Thanh Tân báo cáo vắn tắt về các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ Ấn-Việt trong năm qua và chương trình công tác trong năm mới của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam ở Ấn Độ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Quốc hội biểu dương những thành tích chung này và cảm ơn Đại sứ quán đã sắp xếp cho đoàn chuyến thăm làm việc rất hiệu quả. Bà cho biết cũng như những chuyến thăm của các đoàn cấp cao, chuyến thăm của đoàn đại biểu Quốc hội nhằm thắt chặt và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam Ấn Độ. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo với toàn thể cán bộ, nhân viên sứ quán và các cơ quan đại diện về một số tình hình trong nước. Bà cho biết trong năm qua kinh tế Việt Nam và thế giới đều khó khăn. Tình trạng suy thoái của kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ lạm phát và duy trì được mức tăng trưởng hợp lý. Trong năm qua, Quốc hội đã hoạt động sôi nổi và đạt được nhiều thành công. Năm nay, Quốc hội sẽ tăng cường vai trò giám sát, tăng cường hoạt động đối ngoại, tăng cường giao lưu nghị viện. Cũng trong chương trình chuyến thăm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp với đại diện Hội hữu nghị Ấn Việt, thăm Viện Bảo tàng Quốc hội Ấn Độ và thăm một số di tích văn hóa của Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Matsuyama, thủ phủ tỉnh Ehime của Nhật Bản, từ ngày 19 đến 21 tháng 2, Đại sứ nước ta tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng đã có cuộc gặp với tỉnh trưởng và chủ tịch hội đồng tỉnh, thăm trường đại học Ehime và một số doanh nghiệp trên địa bàn nhằm thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ehime với Việt Nam. Trong các cuộc gặp với tỉnh trưởng Tokihiro Nakamura và chủ tịch hội đồng tỉnh Okada, đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho rằng tỉnh Ehime và Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất máy móc cho ngành dệt may, nông nghiệp, ngư nghiệp và lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Đại sứ Đoàn Xuân Hưng bày tỏ mong muốn chính quyền tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh Ehime tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà tỉnh có ưu thế. Về phần mình, tỉnh trưởng Nakamura cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa với Việt Nam. Ông cho biết cuối năm nay ông sẽ dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp sang thăm Việt Nam để tìm hiểu môi trường đầu tư và tìm kiếm đối tác hợp tác. Tiếp tục chuyến thăm, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã có cuộc gặp với Hiệu trưởng Trường Đại học Ehime, giáo sư Yasunobu Yanagisawa, nơi mới chỉ có 13 sinh viên Việt Nam đang theo học. Nói chuyện với các sinh viên Việt Nam, đại sứ mong muốn các em học tập tốt, tiếp thu kiến thức, công nghệ tiên tiến của Nhật Bản để phục vụ đất nước. Các em cũng trở thành cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ngoài ra, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và các cán bộ phụ trách thương mại, xúc tiến đầu tư và lao động đã có cuộc gặp với lãnh đạo Trung ương Hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ehime, nghiệp đoàn tiếp nhận tu nghiệp sinh nước ngoài tới thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại đây, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã giới thiệu môi trường đầu tư ở Việt Nam với những chính sách ưu đãi, những ưu thế của Việt Nam trong tiếp nhận đầu tư nước ngoài, kêu gọi các doanh nghiệp của tỉnh tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội làm ăn mới ở Việt Nam. Sau chuyến ra khơi đánh bắt cá dài ngày trên biển từ Tết Nguyên đán Quý Tỵ đến nay, nhiều chuyến tàu của ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở về, mang theo hàng trăm tấn hải sản và cũng mang theo niềm vui vào một năm mới bội thu. Xã Phú Thuận, huyện Phú Vang có đội tàu lớn nhất tỉnh với gần 190 chiếc, trong đó có 55 tàu đánh bắt xa bờ dài ngày trên biển với tổng công suất hơn 7.000 mã lực. Từ Tết Nguyên đán Quý Tỵ, ngư dân Phú Thuận đã ra khơi bám biển. Sau hơn 10 ngày đi biển, nhiều tàu xa bờ đã trở về bến cảng mang theo nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như cá thu, lục nam, mực. Từ Tết đến Chư thì sản lượng khoảng 100 tấn cá, các loại. Nhưng mà do thời tiết có lúc cũng thực sự thuận lợi, trời biển động, nhưng mà do cái giá trị các loại cá nó cao hơn giá trị bình thường, cho nên bà con ngư dân cũng đã tích cực ra khơi, khai thác. Ở các xã ven biển khác của tỉnh, nhiều tàu lớn đánh bắt xa bờ cũng đã cập cảng. Niềm vui lớn nhất đối với ngư dân là chuyến đi biển đầu tiên đã trở về an toàn và thu được lợi nhuận khá cao. Số hải sản đánh bắt được sau những chuyến đi biển đầu tiên của năm Quý Tỵ đã hứa hẹn một năm mới làm ăn thắng lợi cho hàng nghìn ngư dân ở các địa phương ven biển trong tỉnh. Đầu năm thì chiếc đi về là kiếm được 70-80 triệu, là đi đúng được 6 ngày, từ ngày mùng 4 với ngày mùng 10 là có được khá nhiều. Khi họ làm được cái là qua bên cảng là họ dập xong rồi về chạy rồi về bến nó coi cũng là coi sửa sang tàu bè sổi tạc và cũng thấy cũng vui mừng đầu năm. Trong xu thế khó khăn chung của nền kinh tế, ngư dân Thừa Thiên Huế đã gặp không ít khó khăn. Các mặt hàng phục vụ cho đi biển dài ngày đều tăng giá. Tình trạng tư thương liên tục ép giá khi thu mua hải sản ở các cảng cá diễn ra đã lâu nhưng địa phương chưa có cách giải quyết. Chi phí đi biển tăng, hải sản bị ép giá, khiến lợi nhuận của ngư dân trong những chuyến đi biển giảm đi đáng kể.
Cá khi nào bị ép, nói chung anh em nghề biển của chúng tôi làm khi nào bị tư thương họ ép giá hết. Có bữa nay vô, ví dụ như cá thu, một ký 200, mà chiếc khác ngày mai vô, đã hạ xuống còn 150 ngày rồi. Cho nên càng về sau là càng ép giá thêm nữa. Cơ quan nhà nước có cái chợ hoặc là làm công ty đồ chi đó về đầu mua để cho không để cho các cái thu mua họ ép giá mình. Tạm gác lại những khó khăn trước mắt, hàng trăm chiếc tàu công suất lớn của ngư dân trong tỉnh lại đang tiếp tục chuẩn bị cho một chuyến đi biển dài ngày mới. Thêm một chuyến tàu nữa nhổ neo vượt sóng vươn ra khơi xa bám biển dài ngày đã cho thấy sự kiên trì và nghị lực phi thường của ngư dân ngay từ những ngày đầu năm mới. Hết Tết cũng là lúc kết thúc một vụ đào. Đây cũng là thời điểm mà người trồng đào bắt tay vào chuẩn bị cho một vụ mới. Kính mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Truyền hình Thông Tấn trở lại làng trồng đào Hà Nội sau Tết. Tại làng trồng đào Phú Thượng, công việc chính của người dân thời điểm này là thu gom gốc đào. Những cây đào to, thế đẹp thường được các cơ quan, nhà hàng thuê để chơi vào dịp Tết. Và theo đúng lịch hẹn, những gốc đào này sẽ được các chủ vườn đến lấy lại khi hết Tết. Về những cái gốc đào để mà coi như thế là bây giờ khi mà coi như thế là bà con nông dân cho các doanh nghiệp rồi các cửa hàng rồi các công ty lớn thuê trong cái dịp Tết này ấy, sau khi mà cho thuê xong thế thì từ ngày mùng 8 tháng Giêng giờ ra thì coi như vậy là bà con sẽ vận chuyển về để tiếp tục coi như vậy là trồng lại. Thế còn trong quá trình mà coi như thế là trồng được một cây đào như vậy thì thời gian nó cũng phải mất từ 5 đến 7 năm thì mới có một cái gốc cổ như vậy. Ngoài ra, người trồng đào cũng thu gom cả những gốc đào, cành đào người dân bỏ đi sau Tết. Tuy nhiên, số lượng này không nhiều bởi theo những người trồng đào lâu năm, những cây đào này thường khó chăm sóc và khả năng sống không cao. Việc này giúp người trồng đào tiết kiệm được chi phí về giống cho vụ mới. Thứ nhất là tận dụng chi phí cây giống. Cái thứ hai là nó tận dụng được cái thế của nó thì mình đỡ tốn kém hơn. Ở đây thì cái chuyện mua thì nó cũng đào thì nó cũng rất là vô giá. Đấy, cũng có khi mình mà đi sưu tầm ở các cái vườn khác mà những gia đình người ta không có điều kiện thì coi như thế này, nếu mà như cái vườn này chúng tôi đánh giá chung là coi như thế là nếu mà lấy được cái gốc như này thì cũng phải coi như thế vậy, khoảng độ nhỏ thì khoảng độ 1,5 triệu mà dáng đẹp hơn thì cũng phải khoảng độ 3-4 triệu. Những cành đào còn sót lại được tận dụng đem bán nhằm phục vụ thú chơi đào muộn của người Hà Thành vào dịp rằm tháng Giêng, đồng thời cũng để vớt vát phần nào công sức chăm sóc cả năm trời. Năm nay cái đào lở muộn hầu như không có, bởi vì trong Tết nó có một đợt nắng, có những cây đào để giống, tức là như trường hợp những cây đào cựa đằng kia là đang có hoa bây giờ thì là mình không tuốt lá. Năm nào cũng vậy, ngay khi vừa mới kết thúc vụ đào năm trước, người dân lại bắt tay ngay vào vụ đào mới, làm đất, đánh luống, trồng cây. Người trồng đào ở Phú Thượng lại bắt tay vào công việc để cung cấp cho thị trường những cành đào đẹp nhất vào Tết năm tới. Năm 2012 được coi là năm có nhiều thành tựu về cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Với việc khởi công và triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông, cải tạo đô thị trọng điểm, thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm thay đổi diện mạo của một đô thị hiện đại trong tương lai. Những năm 1990, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè nổi tiếng với biệt hiệu là dòng kênh đen. Từ năm 1993, thành phố bắt đầu thực hiện dự án cải tạo vệ sinh lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè và xây dựng hai đường Trường Sa - Hoàng Sa ven kênh. Sau gần 10 năm triển khai dự án, con kênh giờ đã dần xanh hóa. Song song với đó, việc hoàn thành hai tuyến đường đã góp phần hoàn thiện cảnh quan đô thị dọc hai bờ kênh, nâng cao năng lực giao thông trong khu vực. Năm 2012 cũng là năm thành phố Hồ Chí Minh khởi công tuyến đường sắt đô thị hiện đại tầm cỡ khu vực, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.
Dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017 và chính thức hoạt động vào đầu năm 2018. Khi đưa vào sử dụng, tuyến metro số 1 sẽ có tác dụng lớn trong việc giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tác động mạnh mẽ đến sự phát triển đô thị dọc tuyến như quận 2, quận 9, Thủ Đức và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Với cá nhân tôi thì tuyến số 1 sau khi được khởi công và nếu được đưa vào khai thác sớm thì cái nhu cầu đi lại của tôi từ trong nội đô ra ngoài ngoại ô thành phố cũng như là đi từ ngoại ô vào trong thành phố thì sẽ rất là thuận tiện. Đó là một cái hình thức giao thông công cộng mà rất là phổ biến, nhanh, an toàn và rất là mong cái mức thu phí cũng rẻ để bà con thành phố có thể sử dụng một cách rộng rãi. Tại đô thị đông dân nhất cả nước lại có hệ thống kênh rạch chằng chịt như thành phố Hồ Chí Minh, thì cầu là một trong những điều kiện đảm bảo giao lưu hàng hóa, kết nối trung tâm kinh tế thành phố với các tỉnh lân cận. Ý thức được điều này, trong năm 2012, ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công hoặc đưa vào sử dụng nhiều công trình cầu trọng điểm. Việc khởi công cầu Sài Gòn 2 là một ví dụ điển hình. Từ trước đến nay, cầu Sài Gòn 1 đã quá tải trong vai trò là cửa ngõ phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, khi cầu Sài Gòn 2 đưa vào sử dụng, sẽ góp phần làm giảm gần một nửa lượng xe lưu thông qua cầu Sài Gòn cũ. Đồng thời, việc thông xe cầu Rạch Chiếc trong năm nay cũng giúp thông thoáng cửa ngõ từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Đông Nam Bộ và ra miền Trung, miền Bắc. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh cũng xem các công trình cầu vượt bằng thép là một giải pháp hiệu quả để giảm nhanh tình trạng ùn tắc. Cầu thép có thể thực hiện ngay mà không gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động xã hội cũng như đời sống của người dân. Tính hiệu quả, tiến độ thi công nhanh cũng như chất lượng của hai công trình cầu vượt bằng thép tại ngã tư Hàng Xanh và ngã tư Thủ Đức là cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hàng loạt công trình cầu vượt tại các nút giao thông quan trọng khác. Nói chung là làm cái cầu vượt này thì rất tốt cho những cái phương tiện giao thông đi lại. Bởi vì những cái chưa khi có cầu vượt thì những cái tuyến đường này vào buổi chiều giờ cao điểm thì rất là kẹt xe. Nếu mà thi công được cái cầu này thì cái rất dễ thoát cái lượng xe, nó xe lại thì rất tốt cho phương tiện giao thông đi lại, rất tốt. Năm an toàn giao thông 2012 cũng là năm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt được kết quả khá toàn diện. Tai nạn giao thông được kéo giảm trên 10% về cả 3 tiêu chí so với năm 2011. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm được tăng cường, công tác tuyên truyền cùng với phong trào 303 có đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức của người dân tham gia giao thông. Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và cải thiện tình hình ùn tắc giao thông. Với những kết quả đạt được, thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tặng cờ thi đua năm 2012. Có thể nói thành phố đang dồn mọi nỗ lực để tập trung cho cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong cái điều kiện mà kinh tế cũng hết sức khó khăn, thành phố phải huy động nhiều cái nguồn vốn, huy động nhiều cái hình thức đầu tư, tổ chức nhiều cái giải pháp thi công để đầu tư cho cái hạ tầng. Có công trình như hai cái cầu vượt bằng thép á, thì về trước cái tiến độ thời gian á, gần 2 tháng. Có thể nói đó là những cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp của nhân dân cho cái sự từng bước nâng cao và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Tuy giao thông thành phố vẫn còn không ít bất cập như nạn ùn tắc, đường bị ngập nước hay một số công trình hạ tầng vẫn đang xuống cấp cần được duy tu, thế nhưng với những thành tựu đã đạt được trong năm 2012, người dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể vững tin vào một thành phố văn minh hiện đại, không còn ùn tắc và tai nạn giao thông được giảm thiểu thấp nhất trong những năm sắp tới.